Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 3 của bộ truyện Cô Em Gái Nuôi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng ở trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Kỷ Mỹ thản nhiên ngồi vào bàn, vắt chéo chân để lộ cặp giò trắng muốt. Cô ấy rót cốc trà nhâm nhi thưởng thức. Ở vị trí đối diện này, cô dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của Kỳ Hân. Cô gái kia vẫn chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh mà lao đầu vào dịch. Kỳ Hân mỗi bước vào việc như biến thành một con người khác. Cô ấy dịch nhanh nhoay nhoáy, chỉ một lát đã giải quyết xong cả đống sổ sách. Kỳ Mỹ lấy đại một cuốn coi thử, cô ta khá trầm trồ. Tài liệu này đa phần chuyên ngành, có một số từ khá khó, vậy mà cô gái kia lại dễ dàng vượt qua được. Kỳ Mỹ hơi cười. Anh Quân, có cần em giúp gì không? Em ngồi không ngứa chân ngứa tay chết đi được. Người đàn ông kia vẫn chăm chú gõ bàn phím, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Em đi về nhà nghỉ ngơi trước đi, không có việc gì cho em làm hết đâu. Kỷ Mỹ phụng phịu, hay là em phụ cô ấy dịch hết tài liệu này cho anh nhé. Chưa kịp để Minh Quân phản ứng, người này đã lấy một tập ngay trước mặt, nhưng bị Kỳ Hân giảng lại. Mệt mỏi cô quá, đã bảo là không cần cơ mà. Cả hai người cùng trố mắt nhìn theo, nhất thời không dám tin lời cô gái kia vừa nói. Cô ấy nói xong, lại ngay lập tức quay về một nét mặt đăm chiêu duy nhất. Kỷ Mỹ sôi tới ứa gan nhưng vẫn phải làm cái bộ ngọt ngào. Anh Quân, cô nhân viên này tính khí khô khan thế. Minh Quân hơi cười mỉm. Em có thấy con heo nào biết lãng mạn không? Cô ta dòng họ nhà heo đấy. Kỷ Mỹ nghe thấy mùi mờ ám quanh đây. Cách Minh Quân gọi cô gái kia có gì đó cưng chiều. Cô ta ngồi tựa đầu vào ghế, lấy cái điện thoại, lướt qua một loạt tin tức. Nhìn những tấm hình mà Minh Quân đang bế một cô gái che mặt, tràn ngập trên mạng. Mà cô hận không thể giết chết được con ả khốn kiếp đó. Cô bất chợt ngẩng đầu nhìn Kỳ Hân, rồi lại chăm chú nhìn cô gái trong bức ảnh, dấy lên nỗi hoài nghi vô hình. Liệu có phải là cô ta không nhỉ? Mỗi lúc ruột gan cô lại rối như tơ vò. Cuối cùng không thể chịu được nữa, cô xách túi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên căn dặn: chồng ơi, em đi ra đây hẹn bạn nhé, chút nữa em quay lại. Anh nhớ đợi em đấy, tối nay mình đi ăn ở ngoài đấy. Minh Quân xua tay, ra hiệu cho cô ấy cứ tự nhiên. Kỳ Mỹ vừa bước ra ngoài thì Nguyệt Trà cố tình hấp tấp va phải, chồng tài liệu rơi bịch xuống đất. Cô ấy liên tục xin lỗi. Xin lỗi em, chị sơ ý quá, em có sao không? Kỳ Mỹ hơi cúi người xuống phụ Nguyệt Trà nhận lại số sách. Cô bất ngờ thấy một bức ảnh Minh Quân và cô gái kia đang ngồi chung một xe. Mặt của Kỳ Mỹ bắt đầu biến sắc, những đường gân xanh hơi giật giật lên. Cô ta nhẹ nhàng nói nhỏ: tại sao chị lại có những tấm hình này? Nguyệt Trà luống cuống: ôi ôi, sự việc không như em nghĩ đâu. Hôm đó tăng ca mãi gần 10 giờ đêm mới nghỉ, nên chủ tịch đành phải chở cô ấy về. Cô ấy không có xe, nghe bảo gia cảnh khó khăn lắm, toàn đi xe buýt đi làm thôi mà. Kỳ Mỹ không trả lời lại mà bỏ đi ngay sau câu nói đó. Cô ấy vẫy tay kêu tài xế lái xe tới quán bar để xả stress. Ngồi trong xe, bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu. Xưa nay Minh Quân của cô chưa có bất cứ cô gái nào dám tư tưởng, vậy mà hôm nay lại có người dám ngang nhiên thách thức. Công ty chưa từng có tiền lệ tăng ca tới khuya. Lần này về nước, thái độ của Minh Quân đối với cô khác hẳn, cảm thấy có gì đó lạnh nhạt, xa cách. Cô nhắm mắt khẽ thở dài. Mọi khi cô vẫn luôn tự hào, tự cho mình là số một khi sở hữu người đàn ông vạn người mê của thành phố X. Nhưng bây giờ cô bỗng thấy mông lung. Minh Quân nhất định phải là của cô, của duy nhất mình cô, không ai có quyền cướp đi cậu ấy. Chiếc xe lao nhanh vun vút, chẳng mấy chốc dừng lại quán bar quen thuộc. Mỗi lần về nước, Kỳ Mỹ lại tới đây. Cô thích quán này nhất bởi trong có một tầng thiết kế riêng theo kiểu miền quê, rất lịch sự tao nhã, không xô bồ như mấy chỗ khác. Cô mệt mỏi bước thẳng lên lầu, phía dưới tiếng nhạc vẫn đang đập đinh tai nhức óc. Mấy tên đàn ông chỉ trỏ nhau: cô gái kia ngon quá, tới làm quen đi anh em. Bọn chúng liếm mép, bám sát theo Kỷ Mỹ. Cô gái ấy vẫn không hay biết gì, yêu cầu phục vụ mang một chai rượu.
còn mình lựa góc khuất yên tĩnh ngả lưng. Mắt hơi khép hờ, tận hưởng âm nhạc du dương mà lòng vẫn đang buồn tê tái. Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp, ngày mới bước chân tới nhà Minh Quân, ngày mà hai đứa vẫn còn nhỏ, anh ấy luôn quan tâm cô từng chút. Có lần thấy cô bị bắt nạt, anh ấy còn xông vào đánh nhau với mấy gã ục ịch, hắn ta lại là con trai cưng của chủ tịch thành phố. Kết quả, Minh Quân bị ba cho no đòn. Hôm ấy cô đã khóc rất nhiều vì thương anh, cuối cùng anh lại phải mua đồ dỗ ngược lại cô. Anh dạy cô không được mềm yếu, phải luôn chấp nhận những việc mình làm. Cô nhớ mỗi buổi đến trường đều ngồi sau xe của anh, đi đến đâu cũng được, miễn là nơi đó có anh. Hồi xưa lúc đi học, anh luôn là nam thần trong mắt các cô gái. Tất nhiên cô với danh nghĩa em gái cũng được yêu ái hơn. Một ngày cô nhận không biết bao nhiêu là quà, lá thư của các cô gái nhờ gửi cho Minh Quân. Cô đành làm người đưa thư bất đắc dĩ, nhưng không một ai hay biết rằng toàn bộ lá thư đó và đồ kia đều bị ném hết vào sọt rác. Năm Minh Quân học hết lớp 12, anh ấy nhận học bổng sang New York. Cô vì muốn gần cạnh anh nên cũng phấn đấu bằng được. Sau này, khi ba mẹ cô sang đó hứa hôn cho cô và Minh Quân, thì anh ấy lại nằng nặc đòi trở về đây lập nghiệp. Anh ấy cũng không còn thân thiết với cô như hồi bé, mà càng ngày càng có khoảng cách. Này cô em, cho anh ngồi chung tâm sự được không? Kỷ Mỹ mở mắt nhìn sang bên cạnh là ba tên nhuộm đầu xanh đầu đỏ, cưng cưng cáo cáo. Chúng tự nhiên ngồi xuống cầm chai rượu, tu một mạch. Cô hất hàm, cút đi. Mấy tên này cười sặc sủa. Cô em nóng tính thế, qua đây tụi anh cho cô em quên hết sầu muộn luôn, dùng thử cái này đi. Chúng vừa nói vừa đưa ra viên thuốc màu trắng, bỏ vào ly của Kỷ Mỹ rồi đưa cho cô uống. Kỷ Mỹ không nói không rằng, cầm nguyên chai rượu, đập thẳng vào đầu tên đó. Máu me be bét, tên đó ôm chặt đầu, quằn quại dưới đất. Mẹ nó, giết nó đi. Đúng lúc đó, cả toán bảo vệ bước vào, tên nào cũng khúm núm. Chị Mỹ, chị có sao không? Xin lỗi chị vì để chị chứng kiến cảnh tượng này. Cô gái kia mặt đỏ gay gắt. Lôi chúng nó ra ngoài đi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Nếu còn lần sau thì cẩn thận cái quán này lo mà dẹp đi. Dạ dạ em nhớ rồi. Chị ngồi đây, em kêu mấy đứa ra phục vụ chị. Mấy tên kia bị đấm đá túi bụi rồi lôi đi ngay tức khắc. Kỷ Mỹ lướt điện thoại, bấm một dãy số dài. Qua luôn đi, vẫn chỗ cũ. Chừng 15 phút sau, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, tay cầm một cặp sách. Anh ta đến gần khẽ chào. Lần này cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì quan trọng à? Người này là Phạm Viết Kiên, luật sư nổi tiếng của thành phố. Cậu ấy đồng thời là bạn thân của Kỷ Mỹ. Cô giọng vẫn cứ đều đều. Tôi muốn cậu giúp tôi tra thông tin của cô gái này, càng sớm càng tốt. Kỷ Mỹ đưa điện thoại có bức hình và mấy thông tin cơ bản của Kỳ Hân. Viết Kiên gật đầu rồi nhanh chóng đi luôn. Kỷ Mỹ vẫn ngồi lại một mình, nhìn ngắm mấy chậu hoa xinh xinh đang khoe sắc. Cô hái một bông rồi bóp nát trong tay của mình lúc nào không hay. Cô cứ ngồi một mình, ngồi trầm tư như vậy tới gần giờ tan tầm mới trở lại công ty. Vừa bước vào phòng đã không thấy bóng dáng Minh Quân đâu. Cô gái kia cũng mất tăm. Kỷ Mỹ giận run người, cô đấm mạnh tay xuống bàn, hầm hầm bỏ ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa thì cô gái ấy đã bước tới, tay cầm thêm một chồng tài liệu nữa. Cô ấy thậm chí không thèm nhìn Kỷ Mỹ, làm cho cô ta lại càng sôi máu. Lúc này không có ai, trong này không có camera nên Kỷ Mỹ muốn nhân cơ hội dằn mặt một chút. Cô nhanh chóng chốt cửa lại, bẻ các khớp tay rồi lầm lì tiến đến buông lời thách thức. Cô là ai? Sao lại dám ngang nhiên vào phòng của chồng tôi? Kỳ Hân vẫn chẳng có thời gian mà quan sát sắc mặt của người kia. Cô trả lời cụt lủn. Tôi là nhân viên thôi, hiện giờ tôi bận lắm nhé, hẹn cô khi khác. Kỷ Mỹ uất tới tận cổ, chưa một ai trong công ty này dám có thái độ như vậy với cô. Cô ta chẳng chút nể nang mà xông vào, tát thẳng vào mặt của Kỳ Hân. Kỳ Hân quá sức bất ngờ, cô ôm má, ném ánh mắt viên đạn nhìn cô gái đó. Cô bị điên đấy hả? Câu nói như giọt nước tràn ly, Kỷ Mỹ lao đến, lần này cô ta quyết tâm xử cho ra bã. Trước kia, cô vẫn xử các cô gái trong công ty có ý định ve vãn Minh Quân kiểu này. Kết quả cô gái nào cũng sợ mất mật, sau hôm đó là xin nghỉ việc. Nhưng hôm nay cô gặp đúng đối thủ rồi. Kỷ Hân nhếch mép, túm chặt cánh tay bẻ ngược ra sau, thúc mạnh vào bụng rồi lại tung gót chân giáng mạnh vào lưng. Kỷ Mỹ mới có vài chiêu đã nằm bẹp dưới đất.
Cô ta rú lên: "Con khốn nạn này, mày chết với tao." Kỳ Hân đứng dậy phủi tay, cô có chút khó hiểu. "Cô bị bệnh gì không biết, đang yên đang lành xông vào đánh người ta. Tôi đi làm kiếm cơm nuôi bản thân, nuôi cha mẹ nữa, tôi đâu có rảnh mà đi đôi co với các người." Kỳ Hân xem ra khá tức giận. Cô ôm chồng tài liệu còn đang dịch dở, đi một mạch về phòng kinh doanh. Ngân Hà đang ở trong phòng bàn bạc với Vĩ Đình. Nghe tiếng cạch cửa, cô ấy cố tình ngã vào người kia rồi day day hai bên thái dương. "Em tự dưng bị hoa mắt, mệt quá." Kỳ Hân về bàn của mình, mở máy tính tiếp tục công việc. Vĩ Đình dìu Ngân Hà ra ngoài. Kỳ Hân thấy trong máy tự dưng xuất hiện một file lạ. Cô tò mò mở ra ấn thử. Trong đó, loạt các bức ảnh giường chiếu của cô và Minh Quân được gửi cả vào đây. Có bức cô quặp chặt, miệng còn chảy cả nước miếng. Một số bức ảnh bị cắt ghép ảnh hai người trần trụi không mảnh vải che thân. Cô bịt chặt miệng, mắt mở to hết cỡ. Kiểu này có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Thảo nào hồi nãy vợ sắp cưới của Minh Quân lại nổi điên như vậy. Cô nhanh tay xóa hết đi, rồi chậm ngâm nghĩ. Vào được đây chắc hẳn là Ngân Hà. Mà sao cô ta lại có những tấm ảnh kia được chứ? Phòng của Minh Quân không lẽ có người lén gắn camera sao? Mà cũng không đúng, ở đó ai dám liều mạng vậy được cơ chứ? Cô nghĩ nát óc mà vẫn không xa, cuối cùng đành mặc kệ, ngồi dịch tài liệu mà chữ nọ sọ sang cả chữ kia. Đến tối mịt nhìn đồng hồ đã 8 giờ, cô mới uể oải đứng dậy đi về. Hôm nay, sau cuộc đụng độ với Kỳ Mỹ, cô đoán kiểu gì tối về gặp cô ta cũng rắc rối. Nhưng nếu không về đó thì cũng chẳng có chỗ nào mà đi. Cô Lê bước chân nặng nhọc ra khỏi đây, ánh mắt vẫn còn mơ màng, khó hiểu. Tâm trạng cô lúc này cực kỳ tệ, chán nản nên chỉ muốn quốc bộ một mình, hít thở chút khí trời cho nhẹ nhõm. Xưa kia cô vẫn mường tượng cảnh thành phố tấp nập, nhộn nhịp. Vào công ty lớn này sẽ oách phải biết. Bây giờ vào được rồi, cô mới ngấm cái câu thương trường là chiến trường. Ở đây ganh đua, đấu đá khốc liệt. Con người sống với nhau bằng sự giả tạo, đố kỵ, bè lũ. Cô không biết có thể trụ được bao lâu, nhưng nếu mình rời đi, cô cũng chưa biết phải làm gì tiếp nữa. Cô cứ chậm chậm một mình bước đi vừa ngắm quang cảnh nơi này. Công nhận, hôm nay cô mới có thời gian ngắm chúng. Chỗ này đang ngập tràn hoa giấy. Càng về khuya, dưới ánh đèn đường, màu hoa khoe sắc đỏ thắm, rực cả góc trời. Cô thấy mấy em bé đang đi thể dục cùng ba mẹ. Bé nào cũng cười tít cả mắt. Cô bỗng nhớ về ba mẹ của mình. Họ luôn yêu thương, chăm sóc cô vô hạn. Tự dưng ngay lúc này cô lại cảm thấy trống trải, cô đơn. Chỉ muốn bỏ hết mọi thứ, chạy về ôm chầm lấy mẹ, cùng bà ra vườn cuốc đất, trồng rau. Tối đến cả nhà quây quần, nhâm nhi tách trà, bàn chuyện phiếm. Có lẽ cuộc sống bình yên giản dị đó mới thực sự là hạnh phúc. Tự nhiên sống mũi thấy cay xè. Sở dĩ cô một mình lên đây lập nghiệp là để muốn kiếm thật nhiều tiền giúp ba mẹ cô sau này sẽ có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Cô muốn họ được đi du lịch khắp nơi, tận hưởng tuổi già. Cuộc đời ba mẹ cô đã vì con mà vất vả ngược xuôi, đã đến lúc cô phải tự mình lo cho ba mẹ. Kỳ Hân hít thở thật sâu, cô dặn lòng phải mạnh mẽ bước tiếp. Phía sau bỗng có tiếng còi xe inh ỏi làm cô giật thót. Theo phản xạ, Kỳ Hân nhảy tót sát vào trong vỉa hè rồi mới quay lại. Minh Quân đang lái xe tới sát chỗ của mình. Anh ta kéo thấp kính xuống, ngó đầu ra ngoài. "Tôi thuê cô làm giúp việc, vậy mà bây giờ cô vẫn có tâm trạng ngắm trăng, thưởng hoa hay sao?" "May là tôi thuê có mình cô thôi đấy, chứ ai mà cũng như kiểu cô, chắc là tôi sạt nghiệp." Cứ tưởng cô ấy sẽ gân cổ lên cãi, nhưng không, Kỳ Hân xị mặt, mắt đượm buồn. Thấy vậy thì Minh Quân thoáng bối rối rồi giục: "Lên xe nhanh lên đi, tôi giờ không gọi cô là con heo nữa mà gọi cô là cái đồ con rùa. Có ai tối đêm thế này mà lang thang một mình ở đây, cô không biết bắt xe về nhà hay sao?" Kỳ Hân vẫn không đáp, cô leo lên xe, mái mắt nhắm chặt lại. Minh Quân đoán chắc là cô ấy đang gặp phải chuyện gì thì hỏi han: "Cô sao vậy?" "Hồi nãy tôi có cuộc họp quan trọng nên đi gấp, tôi giờ mới quay lại công ty, ai bắt nạt cô hay là cô không khỏe đâu?" Kỳ Hân khó chịu gắt gỏng: "Anh nói gì mà nói lắm thế, im đi cho tôi ngủ một lát." Người kia chưng hửng, mặt dài ra cả khúc. Đến mức này không biết mình là chủ hay là nhân viên phục vụ cô ta nữa. Trên suốt đoạn đường về, không ai nói với ai thêm bất cứ câu nào. Vừa mới về đến biệt thự, Kỳ Mỹ đã nghênh đón từ xa.
Cô ấy mặc chiếc váy mỏng tang, thấy cả nửa bầu ngực căng mọng, đến Kỳ Hân còn nóng cả mắt. Cô ta đang cười tươi như hoa, nhưng khi phát hiện ra Kỳ Hân thì nụ cười tắt lịm. Minh Quân nhẹ nhàng: "Cô vào nhà dọn cơm đi, tôi ăn nữa." Kỳ Hân xuống xe đi vào nhà, cô cúi chào dì Sáu rồi xuống thẳng bếp dọn đồ ăn. Dì Sáu kéo cô lại góc thầm thì: "Dì nói mày nghe này, cẩn thận con bé Kỳ Mỹ nhá. Con này á, nó thâm độc lắm, đừng có dây vào nó. Nó với cậu Quân sắp đính hôn rồi, nghe bảo cuối tuần này thì phải." Kỳ Hân khẽ cười: "Con biết mà dì cứ yên tâm đi, con dọn cơm đây. Nay con đói quá dì ạ, à? Dì nấu những món gì đấy?" Bà Sáu vui vẻ mở vung nồi, giới thiệu từng món ăn. Bà phụ cô mang các thức ăn lên bàn. Minh Quân lát sau mới vào, cậu bước nhanh vào phòng. Kỳ Mỹ cũng đi ngay sau đó. Phải cả nửa tiếng sau, hai người họ mới trở ra. Phòng của Minh Quân cách âm khá tốt nên bên ngoài không thể nghe được. Khi đi ra, cả hai đều đã thay bộ đồ khác. Khỏi cần nghĩ cũng biết bọn họ đã làm gì trong đó. Minh Quân ngồi vào bàn, nhìn chỗ đồ ăn đã nguội lạnh thì chỉ sang Kỳ Hân: "Ngồi xuống ăn luôn đi." Kỳ Hân chỉ chờ có vậy, chẳng có chút kiêng dè, ngồi lại ăn ngon lành. Kỳ Mỹ cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Minh Quân. Cô ta cứ ỏng ẻo đòi ăn hết món này sang món khác, đến mức người kia phát cáu: "Em có tay không tự gắp được hả?" Kỳ Hân nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong rồi phi vào lau nhà. Ở đây làm Kỳ Đà cặn mũi họ, chắc cô sẽ bị đuổi việc sớm mất. Cô cứ dọn dẹp nhà tới gần 11 giờ mới xong. Lúc mệt nhoài thấy khát khô cả cuống họng, cô lần xuống tủ lạnh kiếm nước uống. Kỳ Mỹ đang đứng đó từ khi nào, cô ta vẫn cái váy van mỏng tang, hở trên hở dưới, nhìn đầy khiêu khích, buông lời thách thức: "Chắc mày chưa nếm mùi axit nên chưa biết sợ rồi." Kỳ Hân thấy cô ta đã mất kiểm soát thì không đáp lại. Cô muốn sống yên ổn qua ngày nên lặng lặng uống nước rồi đi lên lầu. Vừa mới quay lại bước đi thì nhận ngay một cốc nước hất thẳng vào mặt. Cô vẫn thản nhiên không hề biến sắc. Kỳ Mỹ tức tối vẫn không có ý định muốn buông tha. Cô ta mỉa mai: "Ba mẹ mày chắc cũng là cái loại không ra gì. Xúi mày lột đồ đi câu dẫn trai có vợ. Cứ leo lên giường với hết thằng này sang thằng khác, kiếm tiền nuôi hai cái loại già đó quá. Tao thấy tội nghiệp cả nhà mày, đúng là dột từ nóc cấm có sai. Ba mẹ nào thì con đấy." Câu nói vừa dứt, Kỳ Mỹ đã ăn liên tiếp mấy cái tát như trời sáng vào mặt. Cô ta rít ầm lên, nhưng Kỳ Hân vẫn không buông tay. Cô càng ra sức tát mạnh hơn nữa. Khi dì Sáu chạy lại lôi Kỳ Hân đi, cô mới chịu dừng lại. Cô gái ấy vẫn còn nghiến răng: "Mày mà còn dám mở miệng nói mấy câu đó nữa thì mày chết với tao." Dì Sáu run run: "Lên phòng đi, nghe gì, lên phòng ngủ đi." Kỳ Mỹ gào lên: "Mày cút ra khỏi chỗ này, nhà tao không cần cái loại giúp việc như mày, loại chó la liếm phản chủ, cút ngay." Kỳ Hân vẫn bình thản: "Cô ấy cũng chỉ là cái loại ăn nhờ đậu thôi, cô có phải là chủ của tôi đâu. Khi nào chủ tịch đuổi tôi tự khắc sẽ đi. Cô thì khác quái gì đâu, tốt nhất là yên phận đi. Cái loại đàn bà điêu ngoa như cô, đàn ông họ không chán mới lạ đấy." Mặc cho Kỳ Mỹ đang giãy giụa đành đạch, cô gái kia vẫn tự nhiên đi vào phòng mình. Dì Sáu cũng theo sát ngay sau đó. Khi vào tới phòng, bà ấy lo lắng: "Con dại lắm, dì đã bảo là tránh xa nó ra rồi, mà con cứ vậy không à? Con này nó như con quỷ ấy, không phải là con người nữa. Nó có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Họ và chúng ta ở tầng lớp khác, mình đừng có ôm mộng trèo cao, té đau con ạ." Kỳ Hân gật đầu, cô vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm. Cô muốn hét lên thật to, cho quên đi hết mọi buồn phiền. Bây giờ cô đã hiểu cái giá của đồng tiền. Người có tiền họ nói gì cũng đúng, còn những kẻ nghèo hèn, thấp cổ bé họng, dù có giỏi giang, cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng có ai coi trọng. Cô chẳng biết là mình nằm trong đó, ngủ thiếp đi bao lâu, chỉ khi thấy cả người lạnh cóng, cô mới choàng tỉnh. Vơ vội cái khăn tắm choàng lên người, rồi nhanh chóng lên giường, ngủ một mạch tới sáng. Bên phòng kia, Minh Quân cẩn thận chốt cửa bên trong. Cả đêm cậu trằn trọc không sao ngủ được. Mọi hôm có cô gái đó ở đây, nửa đêm cô ấy lại leo lên giường. Mấy ngày đầu Minh Quân còn phản ứng lại, nhưng sau đó cậu mặc kệ. Hình như có hôm cô ấy ôm mình từ phía sau lưng, cậu thấy ngủ ngon không bao giờ bị thức giấc. Cậu dần đã quen với sự xuất hiện của cô gái đó. Ở cô ấy có gì đó rất thu hút và quyết liệt, nhất là trong công việc. Tính cô ấy rất hợp gu với Minh Quân. Đã làm là làm cho tới nơi tới chốn.
Hồi nãy thực ra ngồi trong này, Minh Quân đã quan sát thấy cảnh đụng độ của hai cô gái đó, nhưng cậu không muốn ra mặt. Cậu biết Kỳ Mỹ nên phải dạy dỗ lại. Xưa giờ gia đình cậu chiều quá nên con bé sinh hư. Thực tâm cậu chỉ coi Kỳ Mỹ như em gái ruột của mình. Con bé năm lớp 7 thì chuyển về đây, được ba mẹ cậu nhận làm con nuôi. Hôm ấy mẹ cậu qua đường, suýt chút nữa bị xe tải tông trúng, thì một cô bé gầy dọc, đen nhẻm chạy tới đẩy bà ra. Cô bé ấy bị tông trực diện, đập vào thành kính rồi văng xuống đất. Kỳ Mỹ năm ấy bị thương rất nặng, đa chấn thương, dập lá lách, máu tụ ở đầu. Sau này cô được đưa về chăm sóc. Sau đó ba mẹ Minh Quân nhận cô làm con gái nuôi, cho ăn học đàng hoàng. Càng lớn cô gái này lại càng bộc lộ tài năng lãnh đạo thiên bẩm. Cô ấy rất giỏi giang trong các lĩnh vực kinh doanh và đàm phán. Mẹ Minh Quân vì sợ con trai vớ phải người vợ bất tài, đào mỏ, nên bà kiên quyết gán ghép cho Kỳ Mỹ. Dù sao hai đứa lớn lên bên nhau từ bé, nếu Kỳ Mỹ là con sâu, cô ấy sẽ luôn ở bên ông bà suốt đời. Hơn nữa sẽ giúp Minh Quân san sẻ bớt gánh nặng. Người đàn ông ấy sau một hồi lăn lộn qua lại, quyết định lấy điện thoại ra nhắn một tin: pha cho tôi cốc cà phê đi. 10 phút, 20 phút sau, không thấy Kỳ Hân hồi đáp, Minh Quân chắc mẩm Kỳ Hân đã ngủ rồi. Cậu dậy mở máy tính, tiếp tục làm nốt bản kế hoạch còn sang giờ. Sáng hôm sau, như thường lệ, Minh Quân tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu bước ra ngoài ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Kỳ Mỹ đang đeo tạp dề, đảo đồ ăn. Cô ta thấy Minh Quân thì hí hửng: chồng ngồi vào bàn đi, em nấu xong rồi. Hôm nay mới có dịp nấu cho anh ăn đấy. Từ giờ em sẽ thường xuyên vào bếp. Minh Quân chẳng hơi đâu mà để ý mấy lời này. Cậu đảo mắt như muốn kiếm tìm bóng hình quen thuộc, nhưng mãi không thấy cô gái kia xuất hiện. Dì Sáu, cô ta đâu rồi? Sao không chịu dậy sớm làm việc vậy? Dì Sáu luống cuống: cậu chủ đợi tôi chút, tôi vào phòng gọi đã, chắc con bé ngủ quên đấy. Kỳ Mỹ vội tắt bếp, đổ đồ ăn ra đĩa, mang ra bàn rồi nghiêm mặt: em muốn đuổi việc cô ta ngay sáng nay. Minh Quân hơi nhíu mày, nhìn Kỳ Mỹ chán nản: em trẻ con vậy, sao mãi không chịu lớn thế? Kỳ Mỹ đến mức này rồi thì không còn nể nang nữa mà nói thẳng: anh nói đi, giữa hai người có gì mờ ám đúng không? Không thể đang yên đang lành mà cô ta vào cái nhà này được. Hay nó quyến rũ anh, cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Minh Quân gay gắt: anh định cuối tuần đợi ba mẹ về mới nói chuyện này. Nhưng hôm nay anh sẽ nói luôn nhé, sẽ không có đám cưới nào hết, chúng ta chỉ có thể là anh em. Anh mong em hãy tôn trọng điều này. Minh Quân xách cặp đi luôn, không ngồi thêm bất cứ giây nào nữa. Kỳ Mỹ vẫn chưa kịp định thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc rưng rức. Dì Sáu gọi mãi, Kỳ Hân mới tỉnh dậy. Lúc này cô thấy trời đất quay tròn, đầu đau như muốn vỡ tung ra từng mảnh, nóng bừng bừng. Dì Sáu sợ hãi: con sốt cao quá, nằm yên đây, dì mang cho con chút gì ăn cho đỡ, xong uống thuốc vào, giờ đang có dịch sốt xuất huyết, nguy hiểm lắm đấy. Kỳ Hân muốn ngóc đầu dậy mà không đứng lên nổi. Cô nằm vật xuống gối với cái điện thoại nhắn đại một tin: nay cho tôi nghỉ, tôi bị ốm rồi. Cô lỡ ngớ nhắn sao lại nhắn nhầm sang điện thoại của Vĩ Đình. Chưa đầy một phút sau, người kia lập tức gọi lại. Kỳ Hân mệt mỏi ấn nút nghe. Sao nữa? Vĩ Đình vội hỏi luôn. Em có ổn không? Đang ở đâu vậy? Nhận ra tiếng Vĩ Đình, Kỳ Hân đập mạnh vào đầu. Cô đã kịp nhận ra mình vừa nhắn nhầm. Cô ú ớ: à không, em không sao, đau đầu một chút thôi, ngồi xíu là khỏe lại ngay mà, anh không cần lo. Vĩ Đình giọng có chút ngập ngừng: hôm nay bên đối tác hẹn gặp bàn về bản hợp đồng em đang phụ trách, em cố sắp xếp đi có được không? Lúc 2 giờ chiều, giờ em mà không đi thì thực sự là không có ai thay thế được hết. Nếu em mệt quá, anh sẽ nói bên họ rời sang buổi khác. Kỳ Hân biết công ty đối tác này rất quan trọng, nếu hôm nay rời đi sẽ chẳng còn cơ hội. Cô không cần nghĩ mà nói luôn: em đi được, lát em qua công ty. Không cần, em đứng ở chỗ siêu thị đi, anh không ở công ty, lát anh qua đó chở em đi luôn. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, gần lúc đó qua là được. Kỳ Hân đồng ý rồi tắt máy. Cô nằm úp mặt xuống gối, giờ chẳng nghĩ được chuyện gì khác. Dì Sáu vừa múc chén cơm với chút đồ ăn thì Kỳ Mỹ đã nhào đến, hất tung bát đĩa vỡ tan tành, cơm bắn tung tóe. Cô ta điên tiết: bà bị điên rồi à? Bà coi cô ta là nữ chủ nhân của cái nhà này ấy hả, mà cơm bưng nước rót tận miệng nó thế?
Hay là bà cũng muốn nghỉ việc luôn? Đúng là cái loại sướng quá hóa rồ mà. Bà Sáu cúi xuống dọn dẹp chỗ này. Bà vẫn lý nhí giải thích: cô ấy bị ốm, dậy không nổi nên tôi mang đồ ăn giúp. Mình là người, đừng có sống ác nhẫn tâm quá thì trời mới thương. Ở đây có camera đấy, cô làm vậy cậu chủ nhìn thấy hết, không có hay đâu. Kỷ Mỹ chột dạ. Cô ta ra ngoài bắt xe không biết đi đâu nữa, có lẽ tới công ty Minh Quân. Bà Sáu ngán ngẩm tính tiểu thư cô gái này đến tận cổ. Bà đi lấy bát cơm mang vào cho Kỳ Hân. Cô ấy cố gắng ngồi dậy ăn cho hết cơm, mặc dù cứ nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng giờ không ăn thì chiều nay không có sức mà đi làm. Khi ăn xong, cô cầm lấy thuốc bà Sáu đưa cho, uống một hơi hết sạch. Con nằm nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài dọn dẹp đã, không lát cô ta lại lên cơn mệt lắm. Con cảm ơn gì? Không sao, con ngủ đi. Bà Sáu ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa lại. Kỳ Hân thì nhắm mắt lướt qua những dự án mình đã làm để lát biết cách thuyết trình. Cô vẫn mường tượng khi sang công ty kia sẽ có rất đông người nghe cô báo cáo. Càng nghĩ đầu càng đau như búa bổ. Cuối cùng cô tặc lưỡi ngủ giấc cho tỉnh táo. Giờ mà cố nghĩ nữa là cô đi chầu Diêm Vương luôn. Kỳ Hân ngủ tới 12 giờ thì lết dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Cô lựa một bộ đồ công sở kín đáo, trang điểm nhẹ cho đỡ nhợt nhạt, rồi cầm theo tài liệu đi ra ngoài. Dì Sáu ngạc nhiên: con đang bệnh, không ở nhà mà đi đâu nữa? Con tới công ty có việc gấp, dì cứ ở nhà đi. Nhìn Kỳ Hân vội vã như vậy, bà Sáu đoán chắc là có việc gì quan trọng nên chỉ dặn dò qua loa. Bây giờ nắng gay gắt, mới ra tới sân mà cô đã thấy đầu óc choáng choáng. Kỳ Hân bắt một chiếc xe taxi tới thẳng chỗ hẹn với Vĩ Đình. Chỉ 10 phút sau đã có mặt. Chỗ này gần một công viên, cô dạo bước nhanh qua đó, chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi trú tạm. Phải cả nửa tiếng sau, Vĩ Đình mới xuất hiện. Cậu đậu xe ngay trước lối vào siêu thị, gọi điện cho Kỳ Hân. Từ bên này, cô gái kia mệt mỏi đi sang đường, cô nói không rõ chữ: đi nhanh rồi về, em sợ không trụ được lâu đâu, mệt quá đi mất. Vĩ Đình quan sát sắc mặt, thấy cô ấy tiểu tụy thấy rõ thì vội hỏi lại: anh chờ em đi khám trước đã, lát mình qua kia cũng được. Đi luôn đi anh, công việc quan trọng hơn mà, lát em đi khám sau, nhanh lên không muộn mất. Vĩ Đình thấy vậy cũng không nói thêm lời nào, vội vàng lái xe tới chỗ hẹn. Địa điểm là văn phòng công ty Hoa Sen. Hai người mới tới sảnh đã có lễ tân đưa họ lên tận phòng họp. Kỳ Hân có chút nóng ruột, lo lắng cô không biết dự án này có được duyệt hay không. Vĩ Đình như hiểu được tâm trạng của cô nên mau chóng khích lệ. Họ bước vào trong phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi ghế đợi sẵn. Ông ấy đứng dậy, tay bắt mặt mừng: tôi là trưởng phòng kinh doanh, hôm nay thay mặt công ty tiếp đón hai vị. Tôi chỉ có 20 phút nghe các vị trình bày, vậy nên mong hai vị nhanh chóng giúp tôi. Kỳ Hân mặc dù đang rất mệt, nhưng cô nhanh chóng lấy ra bản kế hoạch, đặt ngay ngắn trước mặt của trưởng phòng. Cô dõng dạc phân tích tất cả các mặt, lợi thế, ưu điểm của công ty mình, đồng thời chỉ ra những lợi ích nếu hai công ty hợp tác. Cách cô ấy nói hùng hồn, đanh thép, không hề bị vấp hay lúng túng. Mỗi khi bị trưởng phòng vặn lại, cô đều xuất sắc vượt qua. Người đàn ông kia trong lòng đã dần thán phục, nhưng vẫn chưa dám tin cô gái trẻ măng này lại có thể làm một bản kế hoạch xuất sắc tới vậy. Ông ấy chăm chú nghe cô nói xong mới đánh tiếng: bản kế hoạch này cô làm mất bao lâu? Dạ tôi làm trong vòng 3 ngày. Vị trưởng phòng nắm chặt tay lại: được rồi, tôi bàn bạc lại chủ tịch đã, có gì báo cáo hai người sau. Tôi đi trước đây, hiện đang có cuộc họp quan trọng, hai người đi sau nhé. Vĩ Đình và Kỳ Hân đứng dậy cúi chào. Người kia đi khỏi, cô mới thở phào: anh thấy em nói thế nào? Vĩ Đình mỉm cười: rất tốt, được rồi, anh dẫn em đi bệnh viện. Kỳ Hân không từ chối, cô đành tới đó khám xem bị bệnh gì. Nãy giờ uống thuốc vẫn không thể ăn thua. Họ mới vào trong bệnh viện đã có người theo sau đang chụp tanh tách các bức hình. Chỉ vài phút, trên mạng đã ngập tràn hình ảnh với tiêu đề: giám đốc Vĩ Đình cùng một cô gái đi khám thai. Có báo ác hơn nữa thì đồn họ tới để phá thai. Thông tin này quả là một cơn địa chấn trong thành phố. Không ai dám tin chuyện này bất ngờ ập đến nhanh như vậy. Cô gái kia nhanh chóng bị truy lùng. Không quá khó khăn khi dân mạng tìm ra trang cá nhân của cô, lập tức họ ào ạt xông vào, buông những lời khiếm nhã, thậm chí có một số người còn đe dọa gặp đâu đánh đó.
Nghe nói trước cửa công ty Lý Kim, một loạt phóng viên đã có mặt. Kỳ Hân vẫn không hay biết gì. Cô được bác sĩ chẩn đoán suy nhược cơ thể, cộng với cảm lạnh nên mới bị sốt. Bác sĩ kê đơn rồi dặn cô cách uống thuốc theo liều lượng. Cô cảm ơn, cầm toa đi lấy thuốc. Điện thoại cô trong túi rung lên liên tục. Kỳ Hân mở nút nghe thì bên kia đã gấp gáp. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang đi khám ở bệnh viện. Xong rồi, đang chờ lấy thuốc đi về. Cô đi với ai? Kỳ Hân không muốn rắc rối nên chẳng trả lời mà tắt máy luôn. Cô tới quầy lấy thuốc thì mấy nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Cô ta là cô ta ấy hả? Cô đúng không? Kỳ Hân có chút khó hiểu, nhưng giờ không có thời gian mà quan tâm nữa. Cô cầm bịch thuốc đi thẳng ra ngoài. Vĩ Đình đang chờ sẵn ở sảnh. Họ mới ra khỏi bệnh viện thì một đám đông phóng viên đã có mặt. Anh Đình, cô gái này là ai vậy? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cô gái này người trong công ty của anh luôn đúng không ạ? Họ cứ nhao nhao đặt câu hỏi. Vĩ Đình thực sự bối rối, cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo quán tính, cậu nắm tay của Kỳ Hân thoát ra khỏi vòng vây, nhưng phóng viên cứ quay tròn lại. Đúng lúc này, từ phía sau một chiếc xe phi thẳng vào đám đông, mấy người phóng viên sợ hãi dạt hết sang hai bên. Một giọng nói vang như sấm truyền: "Lên xe." Kỳ Hân lúc này như chết đuối với được cọc, cô giáng hết sức lên xe. Vĩ Đình ở lại đối phó với mấy tên nhà báo đó. Minh Quân quét ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy người phóng viên một lượt rồi nói: "Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải có được sự đồng ý, nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Ở đây camera đã ghi lại từng người một, nếu hình ảnh của nhân viên công ty tôi bị truyền ra ngoài, khi đó tổn thất của công ty là điều không kể xiết. Vậy nên các vị chuẩn bị tâm lý, tôi sẽ đến từng nhà, từng tòa soạn một tìm các vị đấy. Lý Minh Quân tôi chưa từng biết nói đùa." Cậu ấy chỉ nói vài câu như vậy rồi nhấn ga lao vút. Mấy người phóng viên xem ra hình như đã ngấm đòn, chẳng ai bảo ai cả, lẳng lặng rời đi. Vĩ Đình nhìn theo chiếc xe có chút khó hiểu. Hai người đó có mối quan hệ gì nhỉ? Tại sao Kỳ Hân lại quen cậu ấy? Trên xe, Kỳ Hân bây giờ nằm dạp xuống ghế, đôi môi khô khốc, cả người nóng ran. Minh Quân nhìn cô bất giác có chút xót xa ở trong lòng. Cậu không hỏi, không trách cứ mà chuyên tâm lái xe. Lâu lâu liếc qua nhìn cô gái đó. Chiếc xe tới thẳng một căn biệt thự ngoài ô thành phố. Căn biệt thự này nhỏ hơn căn mọi khi của Minh Quân. Kỳ Hân lúc này đã bắt đầu mê man, không thể dậy nổi. Người đàn ông kia xuống xe chẳng suy nghĩ mà bế thốc cô vào trong nhà. Cô mất dần ý thức, buông thõng hai tay, phó mặc số phận. Cậu bế cô vào căn phòng sạch sẽ, tuy nhỏ nhắn nhưng nhìn rất ấm cúng. Kỳ Hân nằm trên giường vẫn rên hừ hừ. Người đàn ông kia thì vội vàng đi kiếm cái khăn sạch, nhúng nước lạnh, vắt kiệt rồi mang vào đắp cho trán cô. Cậu pha một ly nước cam mang vào tận nơi, đỡ Kỳ Hân ngồi dậy dỗ dành cô uống hết, rồi hãy ngủ tiếp. Cô cố gắng hết sức tu một hơi hết sạch, xong lại nằm bẹp một góc. Phải gần tối cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Kỳ Hân mở mắt thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Cô nhớ lại chuyện hồi chiều mà vẫn còn rùng mình. Cô vẫn không hiểu tại sao phóng viên có mặt ở đó mà hỏi những câu hỏi đó là có ẩn ý gì. Cô chống tay ngồi dậy, mệt nhọc bước ra khỏi phòng. Kỳ Hân thấy có mùi thơm của đồ ăn, cô tò mò bước theo. Khi nhìn thấy Minh Quân đang nấu ăn, cô trố mắt, không dám tin đây là sự thật. Trong thâm tâm của cô, người quyền quý như anh ta thì làm sao mà biết làm mấy việc này chứ. Trong khi cô đang ngơ ngác thì người kia đã lạnh giọng: "Cô si mê tôi tới mức không nhúc nhích luôn đó hả?" Kỳ Hân ngượng ngùng đỏ cả mặt, cô lảng sang chuyện khác: "Sao lại đưa tôi đến đây vậy?" Người kia tay vẫn đang đảo đồ ăn, bình thản đáp: "Giờ cô ở đây dọn dẹp cho tôi, sáng tôi trở đi làm. Nhà kia có gì xáo rồi, chứ ở đó mà nghe cô với cả em gái của tôi cãi nhau, chắc là tôi điên đầu lên mất." Chữ "em tôi", cậu ấy cố ngân dài, làm cho Kỳ Hân chột dạ. Cô ngớ ngẩn hỏi lại: "Ơ, chứ không phải đấy là vợ cậu sao?" Minh Quân lắc đầu, cậu giục cô ngồi vào bàn, còn mình thì bê đồ ăn đặt ngay ngắn. Nhìn cách trang trí mà Kỳ Hân sốc toàn tập. Cậu ấy toàn nấu các món ăn dân dã, trang trí rất bắt mắt. Kỳ Hân gắp thử một miếng thịt bò, cô thấy chua chua ngọt ngọt, vừa chín tới, cô giơ tay bái phục: "Ngon quá." "Ăn nhiều vào, ăn cho khỏe đi mà còn đi đàm phán cho tôi.
Công ty Hoa Sen họ đồng ý hợp tác rồi. Hồi nãy họ còn khen cô có năng lực lắm đấy. Kỳ Hân nghe tin này mà mừng sơn. Cô cúi xuống ăn một mạch. Công nhận Minh Quân nấu món nào cũng ngon, hợp khẩu vị cô hết. Người đàn ông ấy ăn rất tử tốn, lâu lâu mới gắp một món ăn góp vui. Cậu ấy hôm nay mở lời rất nhiều, còn Kỳ Hân thì vừa ăn vừa nghe chứ không bàn luận. Khi đã no căng bụng, cô mới vươn vai đứng dậy. Cảm ơn anh, tôi tưởng lên thành phố không còn được ăn mấy món này nữa. Xưa ở nhà, ba tôi nấu ngon cực. Dì Sáu nấu ăn ngon rồi mà toàn mấy món sơn hào hải vị. Tôi chỉ thích dân dã thôi. Minh Quân hơi cười. Qua đây là cô nấu tôi ăn đấy, chứ tôi hơi đâu mà phục vụ cô mãi được. Vừa lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Kỳ Hân chỉ nhìn lướt qua chữ mâm trên màn hình. Minh Quân cầm cái điện thoại ra bên ngoài. Không biết họ nói gì mà xem ra có vẻ rất căng thẳng. Kỳ Hân từ đây nhìn ra thấy bóng lưng người đàn ông đó to lớn mà cô đơn đến lạ. Cô bất chợt nhớ đến lời ba mình dặn. Người bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, lại thực ra rất đáng tin cậy. Họ cố tạo một vẻ bọc gai góc để không ai dám đến gần, nhưng thực ra họ có một trái tim ấm nóng. Cô đứng dậy, thu dọn bát đĩa đi rửa, nhưng người kia chạy sộc từ ngoài vào, giằng lấy đồ trên tay cô. Cậu ấy nhăn nhó. Ngồi đi, đang ốm đừng có mà động vào. Minh Quân nhanh thoăn thoắt dọn sạch chỗ bát đũa. Cậu ấy làm nhanh gọn, hệt như một người lao động chân tay thường xuyên. Kỳ Hân ngồi vào bàn, cô nhìn xung quanh một lượt rồi ngập ngừng. Xin lỗi anh. Minh Quân đang rửa bát, bất chợt dừng lại, cậu nói khẽ. Cô bị hâm à? Đang yên đang lành, xin lỗi cái gì ở đây? Kỳ Hân nói tiếp. Sau khi có lương, tôi sẽ đi thuê nhà trọ. Tôi không để anh phải khó xử nữa. Anh quá tốt với tôi rồi, tôi không thể để mình trở thành gánh nặng cho anh mãi. Chuyện của anh với cô gái kia, tôi cũng không biết khuyên thế nào. Nhưng ba tôi dạy, đời người ngắn lắm, phải lấy người mình yêu thương mới có ý nghĩa. Tiền bạc phù du quan trọng đấy, nhưng không bằng tình thương, sự chân thành. Nếu hai người không đồng điệu, suy nghĩ thì rất khó có thể sống với nhau, chán nản lắm. Sau này những đứa con sinh ra trong gia đình như thế cũng chẳng thể phát triển tốt được. Minh Quân chăm chú nghe cô ấy nói một hồi. Cô gái này dù mới quen nhưng cậu cảm nhận được sự gần gũi, thoải mái. Ở bên cô ấy, cậu cảm thấy mình tự do, được sống thật với bản chất vốn có. Cậu có thể tâm sự mọi chuyện trên đời. Suy nghĩ của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với cậu. Trước kia, Minh Quân luôn tập trung cao độ vào sự phát triển của sự nghiệp. Cậu thấy nữ nhân rất nhàm chán, không muốn tiếp xúc với họ. Nhưng cô gái này xuất hiện giống như làn gió mát giữa trưa hè gay gắt. Cô ấy có gì đó rất thu hút, đặc biệt làm cậu luôn muốn lại gần khám phá. Khi mà tiếp xúc gần rồi thì lại muốn giữ cô ấy ở bên riêng mình, không muốn cô ấy quen biết thêm bất cứ người nào khác. Khi nhận được tin hình ảnh cô và Vĩ Đình đang tràn ngập trên mạng, cậu lập tức sai người gỡ toàn bộ, khóa luôn trang cá nhân của Kỳ Hân, đồng thời giữ luôn cái điện thoại. Cậu sợ thấy cô ấy phải lo lắng, sợ những giọt nước mắt của cô. Kỳ Hân thấy Minh Quân vẫn dửng dưng thì không nói tiếp. Cô đi vào phòng nằm nghỉ ngơi. Minh Quân cũng lôi máy tính ra làm việc. Điện thoại cậu vẫn rung liên tục. Minh Quân cuối cùng mở nút nghe. Bên kia giọng mẹ cậu đang quát tháo. Con bị cái gì đấy? Vì một con trà xanh mà dám bỏ mặc vợ của mình. Điện thoại của mẹ con cũng cắt ngang nữa. Mẹ tối nay về tới nơi rồi đấy. 8 giờ đến sân bay. Hai đứa ra đón mẹ đi. Minh Quân thở dài. Con kêu chú Bình lái xe chở ba mẹ về nghỉ. Sáng mai con về. Hôm nay con đang bận chút việc quan trọng. Người kia hét lên. Con có tin là ngày mai con bé đó què hoặc cụt luôn không hả? Con là người hiểu mẹ rõ nhất cơ mà. Mẹ không thích nói hai lời đâu. Mẹ tra ra cả nhà nó rồi đấy. Minh Quân bực bội. Con không cho phép mẹ động vào người nhà của cô ấy. Con cũng sẽ không để yên cho mẹ làm vậy đâu. Nếu mẹ không tin thì mẹ thử đi. Cậu còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Chỉ nháy mắt đã có tin nhắn gửi đến. 8 giờ sân bay, nhớ đấy. Minh Quân quẳng điện thoại sang một bên. Tâm trạng của cậu lúc này cực kỳ tệ. Cả đời cậu luôn phải sống theo sự sắp đặt của ba mẹ mình. Ngay từ bé, ba mẹ cậu đã luôn khinh thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cậu luôn tâm niệm nghèo đi đôi với hèn. Bà ghét nhất không môn đăng hộ đối, bởi theo bà, lấy một cô gái nghèo không khác gì sự sỉ nhục bản thân. Kỳ Hân hồi nãy định ra hỏi Minh Quân điện thoại của mình ở đâu thì vô tình nghe thấy cuộc điện thoại này. Cô lặng người đứng dựa vào tường. Minh Quân giật mình khi phát hiện ra cô đứng sau mình. Cậu cố gắng nở nụ cười. Không sao đâu,
Cô cứ ở yên đây, chỗ này không có ai biết hết. Hôm nay ba mẹ tôi về, Lan tôi phải đi đón, chắc sẽ về muộn. Cô cứ ngủ trước đi, đừng có chờ. Tôi có chìa khóa rồi, bao giờ về tự mở được. Thực ra cô không phải gánh nặng của tôi. Tôi thấy cô có tài nên không muốn công ty khác cũng cô đi mất. Chúng ta hai bên cùng có lợi nên đừng có áy náy. Tôi cũng thích ai nấu mấy cái món dân dã cho tôi ăn. Ngoài trọ phức tạp lắm, ở đây luôn đi. Dọn dẹp nấu ăn cho tôi là được. Bao giờ ai rước cô đi thì tôi chuẩn bị của hồi môn cho. Kỳ Hân bật cười, cô không muốn cậu ấy phải buồn bã suy nghĩ thêm nữa nên ngồi pha trò. Cô kể các câu chuyện cười mà chỉ có mình cô cười, còn người kia vẫn chơi như khúc gỗ. Nhưng kể, Kỳ Hân vẫn không để bụng, tiếp tục kể các câu chuyện khác. Giọng cô ấy vẫn đều đều. Hồi xưa có một chàng trai Tây yêu một cô gái Việt Nam. Lần đó về Việt Nam chơi, cô đưa cậu đi chợ tới sạp thịt heo. Chàng trai bập bẹ tiếng được tiếng mất. Mua chỗ bụng đi em. Cô gái kia vội chỉnh ngay. Chỗ này gọi là thịt ba chỉ, không phải là thịt bụng. Chàng trai gật gù, ghi nhớ từ bụng là ba chỉ. Tối về cậu tỏ tình với cô. Anh thật ba chỉ yêu em. Minh Quân đang nhâm nhi cốc chè thì phụt cả ngụm nước trong mồm. Cậu nhìn cô như sinh vật lạ. Kỳ Hân cười toe toét, xem ra khoái chí lắm. Hai người bây giờ đã dần mở lòng với đối phương hơn, không còn xa cách như mấy hôm trước. Gần 7 giờ, Minh Quân rời đi, cậu căn dặn cô ở nhà, khóa hết các cửa lại, đồng thời đưa cho cô chiếc điện thoại dự phòng của mình, với lý do điện thoại của Kỳ Hân đang bị lỗi nên phải đi sửa đã. Cậu nhanh chóng lái xe tới sân bay, từ đây qua đó mất khoảng 30 phút, cậu đi sớm để phòng tắc đường. Nãy giờ, Kỳ Mỹ gọi cả chục cuộc nhưng cậu vẫn không nghe máy. Minh Quân tới sân bay ngồi trong phòng chờ. Đúng 8 giờ, ba mẹ cậu đẩy hành lý bước ra. Cậu đứng dậy, đi nhanh về phía họ. Kỳ Mỹ chẳng biết tới từ lúc nào, chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ. Ba mẹ đã về, con nhớ ba mẹ quá cơ. Người kia mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô gái. Mẹ cũng nhớ con. Ôi mẹ thương đừng có khóc, lần này mẹ về làm chủ cho con. Bà Ngọc Hà nắm chặt lấy tay Kỳ Mỹ, nhìn con trai nghiêm giọng. Vợ chồng phải biết chăm sóc nhau. Con bé lặn lội từ xa về đây mà con lại như vậy. Bận thế nào thì bận, cũng phải dành thời gian cho vợ của mình chứ. Ông Lý Minh Hiển vội giục vợ đi về. Có gì tới nhà ấy nói, đề phòng bọn săn tin ở đây. Minh Quân đi trước lấy xe. Kỳ Mỹ vẫn đang sụt sùi kể lại những ấm ức. Cô ta còn thêm mắm thêm muối khi nhắc đến Kỳ Hân, làm bà Ngọc Hà lại càng tức giận. Bà quyết tâm ngày mai sẽ đến công ty để coi cô gái kia là ai mà dám ve vãn cả con trai của bà. Ngồi trên xe, cả ba người cười nói vui vẻ, duy chỉ có Minh Quân vẫn lạnh tanh như thường. Họ về tới nhà cũng đã tối mịt. Dì Sáu vội vàng nghênh đón từ cửa, chạy ra xách đồ cho ông bà chủ. Mẹ của Minh Quân đi vào nhà, bà gọi con trai ngồi vào ghế rồi nhẹ nhàng thông báo. Bữa rồi, ba mẹ tính tuần này làm đám hỏi, cuối năm mới cưới. Nhưng giờ ba mẹ tính lại rồi, mình gom chung làm một, sang tháng tổ chức hôn lễ luôn. Hai đứa lên danh sách sẵn đi, lần này ba mẹ sẽ tổ chức lớn, không thể sơ sài được. Minh Quân nhíu chặt mày. Không được, chúng con là anh em, không thể có chuyện đó được. Ba mẹ nghỉ ngơi đi, con đi xử lý công việc đã. Con thông báo trước cho mọi người chuẩn bị tâm lý. Ba mẹ cậu mặc dù đã nghe Kỳ Mỹ kể sơ qua, nhưng không nghĩ con trai của mình lại phản ứng gay gắt như vậy. Mặc cho mẹ mình đang gào khản cả cổ, nhưng Minh Quân vẫn lạnh lùng bỏ đi. Cậu một mình lái xe tới quán bar, chọn góc tối ngồi một mình. Cậu ấy uống hết ly này sang ly khác. Từ xa, Linh Đan bước lại gần, vẫn cái dáng nóng bỏng, quyến rũ đến chết người. Cô cười tươi. Anh Quân, sao lại ngồi uống rượu một mình buồn thế? Cô ta tự nhiên ngồi xuống, im lặng say mê ngắm nhìn Minh Quân không chớp mắt. Ngoài kia, nhạc vẫn sập sình. Ở góc tối, hai con người này nổi bật bừng sáng khắp nơi đây. Họ chẳng nói với nhau câu nào mà mỗi người một ly tự rót tự uống. Linh Đan uống tới ly thứ 10, cô đứng dậy đi liêu xiêu thì ngã gục vào lòng của Minh Quân. Đôi bồng đào vô tình đập hẳn vào mắt người kia. Cậu ấy bối rối đẩy cô nằm xuống ghế rồi vẫy tay gọi phục vụ. Chăm sóc cô ta cho tử tế vào. Linh Đan giữ chặt cánh tay của Minh Quân bật khóc tu tu. Người kia chẳng chút thương cảm, hất mạnh tay cô ta ra rồi đi thẳng. Cậu mới ra tới cửa thì thấy một tốp đang chỉ trỏ. Linh Đan kể anh em, có đó chơi cô ta một chút đi. Tên cầm đầu là con trai duy nhất của bộ trưởng.
Hắn ta từ lâu đã nổi danh ăn chơi trác táng, ức hiếp con gái nhà lành. Có biết bao vụ những cô gái tố cáo hắn ta hiếp dâm, nhưng cuối cùng hồ sơ đều bị tẩy trắng. Hắn ta cười đầy dâm đãng lại chỗ của Linh Đan đang nằm, vuốt cặp giỏ trắng, thèm thuồng. Ngon đấy. Minh Quân nóng mắt bước lại, cho chúng một bài học, nhưng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Cậu nhìn thấy dãy số kia thì vội bấm nút, tiếng Kỷ Hân gấp gáp. Anh về nhanh đi, tôi sợ quá. Minh Quân nghe mà nóng rực cả người. Cậu lại gần mở camera quay một đoạn, chụp hình lia lịa rồi cố tình nói to. Bằng chứng tôi đang giữ, các người động thử vào cô ấy xem. Nếu qua hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì thì xác định đi là vừa. Cô ta không phải là con nhà dễ động đến đâu. Cậu ngoắc tay cho nhân viên phục vụ. Đưa cô ta vào phòng đi, bảo vệ cô ta chu đáo vào đấy. Bằng không cái mạng của cậu cũng đừng hòng mà giữ. Minh Quân chỉ kịp nói đến đó thì vội vàng bỏ đi. Trong lòng cậu vẫn đang ngổn ngang lo lắng. Người đàn ông này vừa đi khỏi thì Linh Đan ngồi dậy, cầm ly rượu, song xanh khẽ nhấp một ngụm. Tôi thích mẫu người như vậy. Có một người cười nham nhở. Thằng đấy chẳng qua là có ông bà già nó chống lưng nên cái mặt với vênh váo như vậy. Chứ nếu tự lực cánh sinh mà xem, chứ biết ai hơn ai đâu. Mấy tên còn lại cười ồ lên. Có không đó, tao thấy mày giỏi nhất cái khoản chơi gái không à? Bọn chúng bật cười ha hả, rủ nhau lên tầng trên cùng nhậu tiếp. Minh Quân gọi cả chục cuộc, nhưng điện thoại toàn ở vùng phủ sóng. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi mà cứ vậy leo lên xe, lao hết tốc lực. Trên quãng đường về nhà, cậu thấp thỏm mãi không yên. Chừng 15 phút sau, người đàn ông đó đã về đến nơi. Căn biệt thự lúc này vẫn sáng đèn. Cậu nhanh chân mới tới cổng đã bóp còi ầm ĩ. Kỳ Hân, cô có ở trong đó không? Nghe ra tiếng của Minh Quân, cô gái kia nhanh chóng ra mở, nét mặt vẫn đang tái mét kinh sợ. Cô nhìn cậu ấy lí nhí. Hồi nãy tôi thấy gió thổi vù vù, lại có tiếng trẻ con khóc, tôi sợ muốn tụt huyết áp. Minh Quân lái thẳng xe vào trong, cánh cổng tự động khép lại. Cậu vẫn không biết tiếng trẻ con khóc ở đâu, hay là cô ấy mệt quá nên nghe nhầm. Minh Quân đi trước bước vào, Kỳ Hân cũng rón rén bước theo sau lưng cậu. Cô ấy vừa đi vừa sợ hãi, chỉ tay về hướng hồi nãy phát ra âm thanh. Người đàn ông kia mạnh mẽ bước vào. Cậu lục soát từng phòng một, nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Tới căn phòng chứa đồ, vừa mở cửa thì một con mèo nhảy phốc ra ngoài. Kỳ Hân giật thót, ôm chặt lấy Minh Quân. Mãi khi nhận ra con mèo hoang, cô mới thở dốc. Hóa ra đây mới chính là nguyên nhân, chứ chẳng có tiếng khóc nào hết. Cô ái ngại. Xin lỗi anh, nãy tôi sợ quá nên mới gọi điện cho anh. Tôi sợ. Người kia chỉ mỉm cười rồi bước về phòng mình. Thực ra khi nhận được cuộc gọi của Kỳ Hân, cậu mới thực sự sợ hãi. Bao nhiêu năm trong thương trường, dù gặp đối thủ mạnh tới cỡ nào, cậu cũng không nao núng. Nhưng lần này đúng thật là cậu bắt đầu xuất hiện điểm yếu. Cô gái này chính là điểm yếu chí mạng. Càng ngày cô ấy càng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cậu. Kỳ Hân vẫn còn ngượng ngùng nên chui vào phòng ôm gối ngủ. Cô thấy hối hận và có lỗi với Minh Quân. Nếu không phải là cô gọi, có lẽ cậu ấy đang ở biệt thự bên ba mẹ của mình. Kỳ Hân lăn lộn trên giường. Cô cố nhắm mắt gạt đi suy nghĩ, nhưng vẫn không sao ngủ được. Đến nửa đêm, cô thấy cổ họng khô khốc, lọ mọ dậy đi rót nước. Khi vô tình bước qua phòng của Minh Quân, thấy cậu ấy vẫn chưa ngủ. Kỳ Hân ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định pha thêm một cốc trà hoa cúc. Hồi chiều cô thấy trên tủ có một bịch trà nên đoán chắc Minh Quân thích loại này. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, người kia vẫn đang say mê trước máy tính. Thấy Kỳ Hân, cậu ấy hơi ngạc nhiên. Sao không ngủ đi, giờ này còn thức sao? Kỳ Hân nhẹ nhàng đáp lại. Tôi khát nước, nhân tiện pha luôn cho anh một cốc. Anh làm gì thì làm, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Anh mà ốm ra đấy là không có ai trả công tôi đâu. Cô nhìn lướt qua màn hình, thấy một bảng thống kê hàng loạt các con số. Có những chỗ khoanh tròn, có chỗ lại bôi đỏ. Cô nhẩm tính vài giây rồi chỉ. Tăng cái này lên, 1-2 mới chịu lực được. Của anh làm vậy yếu quá, tại đất dễ lún lắm. Các con số hàng A1, anh giảm đi ở vị trí thép, cát. Minh Quân kinh ngạc khi nghe cô gái kia nói. Cậu không ngờ cô ấy biết cả những vấn đề này. Đây là bản kế hoạch của công ty đối tác gửi cho cậu. Minh Quân vừa mới mở ra xem, cậu khoanh lại, tính bảo bên kỹ thuật ngày mai chỉnh sửa. Vậy mà cô gái này mới nhìn qua đã nhận ra ngay vấn đề. Cô ấy còn say mê chỉ ra một loạt lỗi sai, làm người này tâm phục khẩu phục. Cuối cùng
cô ấy chốt hạ một câu. Anh ngủ đi, sáng mai lên công ty tôi tranh thủ làm cho. Mấy cái này làm ù tí là xong ấy mà. Sau này anh làm những việc quan trọng, còn tôi xử lý xăm ba cái này cho. Anh cứ ôm đồm tất cả như thế, không ốm mới lạ đấy. Cô ấy kéo máy tính, nhanh thoăn thoắt gửi file này qua email của mình, rồi dục người kia đi ngủ. Cô cũng chạy tót về phòng của mình. Kỳ Hân cứ lăn đi lăn lại, cuối cùng gần 2 giờ sáng, cô cũng thiêu thiêu ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy ba mẹ của mình đang cười nói vui vẻ, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Hôm sau gần 6 giờ, cô đã tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng mới tới phòng bếp đã thấy Minh Quân đang bày biện các món ăn trên bàn. Cậu ấy còn để sẵn một ly sữa nóng. Kỳ Hân vội vàng đi đánh răng rửa mặt, rồi cả hai cùng dùng bữa. Cô không quên nói khéo: bữa sau tôi nấu cho, hôm nay tôi ngủ quên, chưa mai tôi cố gắng đặt báo thức. Ăn đi rồi còn đi làm, nhanh lên, tôi còn một số giấy tờ cần phải ký kết. Nghe cậu ấy nói vậy, Kỳ Hân cũng không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa mà cúi đầu xuống ăn. Họ ăn xong thì cùng đi chung xe tới công ty. Bây giờ công ty cũng mới có lác đác một vài người. Kỳ Hân sợ người ta đồn đoán nên cách một đoạn đã bắt cậu ấy cho mình xuống xe đi bộ. Nhưng người kia vẫn mặc kệ, chở thẳng cô vào hầm để xe. Mấy người bảo vệ thấy cảnh này thì không khỏi bàn tán. Kỳ Hân cứ nơm nớp như đang làm việc xấu. Cô nhanh chân chạy trước về phòng của mình. Vĩ Đình đã tới đó từ khi nào? Nhìn Kỳ Hân chạy như ma đuổi thì lo lắng. Em sao đấy? Kỳ Hân xua tay hơi thở ngắt quãng. Không sao, em chạy nhanh sợ muộn lại bị trừ lương ấy mà. Anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý em đâu. Vĩ Đình nghe thấy cô ấy nói vậy thì cũng không hỏi han gì thêm nữa. Kỳ Hân mở máy tính sửa lại bản báo cáo hôm qua. Cô sửa số liệu xong lại còn ghi chú chi tiết từng hạng mục, trình bày lại thành một bản hoàn chỉnh. Cô nhắn tin cho Minh Quân nhưng người đó không nhắn lại. Bên ngoài, Ngân Hà và mấy nhân viên đang túm tụm xì xầm to nhỏ. Cô Kỳ Hân, có người cần gặp. Thu Trang vừa gõ cửa vừa nói vọng vào. Kỳ Hân có chút thắc mắc, không biết ai tới tận đây để tìm mình, nhưng cô vẫn đi ra ngoài. Trước mặt cô, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đôi mắt sắc như sao, tô son môi đỏ chót. Bà ấy lạnh nhạt: tôi là mẹ của Minh Quân, tôi muốn gặp cô có chút việc. Kỳ Hân nghe những lời đầy mùi thuốc súng đã đoán chắc có chuyện lớn sắp xảy ra. Cô lễ phép cúi đầu: cháu chào. Khỏi cần khách sáo, đi theo tôi. Bà Ngọc Hà dẫn cô lên xe, đi tới quán cà phê cách đó không xa. Kỳ Hân không dám thở mạnh, chỉ lặng lặng đi theo bà ấy. Ngồi đi. Kỳ Hân ngồi đối diện với bà Ngọc Hà. Bà ấy chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Người phụ nữ ấy lấy ra một tập phong bì dày cộp, đẩy ra trước mặt Kỳ Hân. Đây là 200 triệu tiền mặt. Tôi muốn cô xin nghỉ ở công ty này. Tôi sẽ giới thiệu cô vào công ty của bạn tôi ở thành phố khác. Tôi thấy cô còn trẻ, tương lai sáng lạng. Đừng có mà đâm quàng bụi rậm. Con trai của tôi qua tháng sẽ cưới vợ rồi. Tôi không muốn có những vật cản trở không đáng có. Kỳ Hân bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Cô lập tức đứng dậy. Xin phép cô, số tiền này cháu không thể nhận. Cháu cũng sẽ không nghỉ việc vì cái lý do vớ vẩn đó. Nếu cháu làm sai, thất thoát ngân sách của công ty thì không cần đuổi, cháu cũng tự xin nghỉ. Hiện tại cháu cảm thấy mình đang làm tròn trách nhiệm, chưa có gì sai sót. Cháu và chủ tịch chỉ là quan hệ nhân viên với cấp trên, tuyệt đối không hề có quan hệ nam nữ. Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Cháu có việc cần làm gấp, hẹn gặp cô khi khác. Bà Ngọc Hà nhếch mép, giọng gằn lại: mày đừng có mà lấy trứng chọi đá. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Mạng của mày chỉ đáng giá mấy chục thôi, mày dám thách thức với tao là ngu rồi. Kỳ Hân cúi đầu quay người bỏ đi luôn, mặc cho người kia đang tức giận hất tung cả bàn xuống đất. Bà ta nghiến răng nắm chặt các ngón tay: mày chết với tao, quân khốn nạn. Kỳ Mỹ từ xa bước lại, cô ta tháo kính ngồi xuống ghế, giọng ngọt xớt: mẹ thấy chưa, cô ta trơ trẽn như vậy luôn đó. Bữa còn dám thách thức toàn bộ nhân viên công ty, cô ta coi trời bằng vung. Con chỉ sợ anh Quân không may làm sao là khổ thôi. Bữa con nghe người ta kháo nhau, cô ta xài bùa lỗ ban của Thái Lan để quyến rũ đàn ông đấy. Vĩ Đình còn bị u mê luôn đấy mẹ ạ. Bỏ con bé Ngân Hà chạy theo cái con giặc cái này, nó xoay cả Vĩ Đình cả Minh Quân như trong chóng. Bây giờ con cũng chả biết phải làm thế nào nữa, con mệt mỏi lắm rồi. Bà Ngọc Hà nắm tay Kỳ Mỹ an ủi: có mẹ ở đây rồi, để con nó dám làm cái gì nào. Mẹ tống cổ nó ra đây khỏi ngay lập tức. Nhiệm vụ của con bây giờ là cứ ăn ngon, sửa soạn thật đẹp để chuẩn bị làm cô dâu.
Ba mẹ có mình hai đứa nên không thể để hôn lễ sơ sài được. Ba mẹ chỉ mong hai đứa sống thật hạnh phúc thôi. Kỳ Mỹ xa vào lòng bà, đôi mắt đẫm lệ nhưng khóe miệng hơi nhếch lên như khẽ cười. Cô ta đang vạch ra một kế hoạch sẽ làm trong thời gian tới. Mục tiêu của cô ta là diệt cỏ tận gốc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Kỳ Hân về đến công ty mà tâm trạng treo ngược cành cây. Cô thấy hai cuộc gọi nhỡ của Minh Quân với tin nhắn. Cô đang ở đâu đấy? Kỳ Hân suy nghĩ hồi lâu rồi hạ quyết tâm nhắn lại. Tôi sửa xong bản kế hoạch hôm qua rồi, đưa email đi, tôi gửi luôn qua cho. Người kia ngay lập tức gọi lại nhưng cô tắt máy. Tôi đang làm không nghe điện thoại được. Cô tắt nguồn rồi lại tập trung làm việc. Càng ngày cô lại càng cảm thấy ngột ngạt. Từng lời của mẹ Minh Quân nói vẫn đang văng vẳng bên tai. Cô biết bà ta nhất định sẽ không đe dọa. Kỳ Hân nhìn Vĩ Đình ngập ngừng. Em muốn ứng lương trước một tháng được không ạ? Vĩ Đình nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của cô, rồi bỗng nhiên cậu kéo ghế lại gần. Nghe anh này, anh không biết giữa em và Minh Quân có mối quan hệ gì, nhưng em là nhân viên nên anh bắt buộc phải nhắc nhở. Cậu ấy chưa từng yêu ai thật lòng, tất cả chỉ coi như gái qua đường thôi. Hơn nữa mẹ cậu ta và Mỹ Kỳ, hai người này không hề đơn giản, họ bất chấp mọi thủ đoạn. Ở đây mấy người trong tầm ngắm đều bị họ hạ gục cả rồi. Anh biết chuyện em đang ở nhà chung với cậu ấy và cả... Kỳ Hân vội ngắt lời. Thực ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em biết chủ tịch vì anh ấy là người tông xe vào em. Sau này mới biết là làm cùng công ty. Còn việc em ở chung nhà là do em làm giúp việc. Em không có tiền thuê nhà bên ngoài. Nay em muốn hỏi anh cho ứng trước một tháng để em dọn đi luôn. Vĩ Đình mặt mũi tươi tỉnh hẳn, chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Cậu ấy định lát tan làm sẽ dẫn cô đi kiếm nhà trọ luôn. Sau lần ra mắt hụt hôm bữa, Vĩ Đình vẫn cứ nghĩ mẹ cậu sẽ không ưa gì Kỳ Hân. Vậy mà hôm sau bà liên tục nhắc cậu đưa cô ấy về chơi. Thái độ của bà hồ hởi khác hẳn hôm đầu gặp mặt. Vĩ Đình cũng không hiểu mẹ cậu muốn làm cái gì. Gặng mãi thì bà thú nhận đấy là con gái của một người bạn cũ. Người đó bà mang ơn cả đời nên chấp nhận cho Vĩ Đình quen Kỳ Hân, mong muốn hai đứa sau này có thể tiến đến hôn nhân. Cậu nghe những lời mẹ nói mà sướng muốn phát điên. Nhưng khi thấy Kỳ Hân bước lên xe của Minh Quân lại cùng cậu ấy ở chung thì Vĩ Đình thấy trời đất như sụp đổ. Cậu không muốn cô gái này phải chịu cực khổ. Cậu không muốn thảm cảnh 6 năm trước lặp lại. Những bức hình của Kỳ Hân được người lạ gửi vào máy cậu. Lúc đầu Vĩ Đình còn bán tín bán nghi, nhưng khi chính miệng cô gái này thừa nhận thì cậu lại có một niềm tin bất diệt. 6 năm trước là cậu nhu nhược nên đánh mất Ngọc Huyền, nhưng lần này cậu sẽ không đứng yên một chỗ nữa. Vĩ Đình mỉm cười trìu mến. Được, anh giúp em. Vấn đề chuyển nhà coi như bước đầu đã thành công, nhưng Kỳ Hân vẫn cảm thấy trống trải, buồn sầu. Cô chẳng có nhiều đồ, với bộ đồ ở biệt thự cũ hôm qua cũng là do Minh Quân mua cho cô mặc tạm. Cô hiểu rằng nếu ở chung như vậy sẽ vô tình phá vỡ tình cảm của gia đình họ. Cô chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, không muốn trở thành mục tiêu công kích của dư luận. Buổi chiều hôm ấy, vừa mới tan tầm, Kỳ Hân đã rời đi để tránh chạm mặt Minh Quân. Cô mới bước tới sảnh đã thấy Ngân Hà chặn trước mặt. Cô ta cao giọng: Nếu những bức hình và đoạn video cô ăn nằm với chủ tịch mà đến tay của người nhà anh ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Kỳ Hân tuy chột dạ nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao. Cô nhích người đi qua Ngân Hà, không thèm quan tâm những gì cô ta vừa nói. Cô gái kia vẫn cứ nghĩ khi nghe những lời này thì Kỳ Hân sẽ sợ hãi mà van xin, hay là chí ít sẽ chấp nhận điều kiện của cô ta. Nhưng lần này cô ta đã nhầm, trước mặt cô đây lại không giống như những nữ nhân bình thường. Cô ấy rất gan góc, mạnh mẽ. Những thứ này không nhằm nhò gì hạ gục được cô ấy. Ngay từ nhỏ, cô đã được ba mình rèn luyện cho tính kỷ luật, sức chịu đựng. Ông vẫn hay dặn con gái phải khắc cốt ghi tâm câu nói: người thông minh tự có quyết định của riêng mình, kẻ ngu dốt đi theo dư luận. Ông hàng ngày luôn bắt con gái phải học thuộc câu nói đó, coi nó như kim chỉ nam để hướng tới. Kỳ Hân cũng thừa hưởng khá nhiều tính cách của ba cô. Không phải là cô sợ dư luận, mà cô sợ mình sẽ ảnh hưởng tới người đàn ông kia. Cậu ấy đối xử với cô đã quá tốt rồi. Vĩ Đình sau khi gọi điện cho một số người bạn, cuối cùng cũng kiếm được một căn phòng chung cư khá là sạch sẽ. Cậu dẫn cô tới đây coi thử. Chung cư này cách công ty chừng chục km. Bây giờ đã hết giờ làm, nhưng do quen biết nên Vĩ Đình dễ dàng vào được trong này. Một nhân viên tòa nhà thấy Vĩ Đình thì hồ hởi: em dẫn anh chị đi coi phòng,
Ở đây tầng 6 hiện còn 2 phòng trống, khách mới trả hôm qua. Họ bước vào thang máy, lên thẳng tầng 6. Căn phòng trống kia chắc tầm hơn 30 mét. Kỳ Hân nhìn hợp đồng, so với thị trường ở đây cũng khá rẻ. Yêu cầu cọc 3 tháng. Cô gật đầu chấp nhận, không nghĩ ngợi, cầm bút ký luôn. Vĩ Đình chịu trách nhiệm chi tiền. Khi xong xuôi, người nhân viên đi trước. Vĩ Đình ở lại, giúp cô mua một số đồ. Cậu gọi điện cho cửa hàng, mang một số vật dụng cần thiết, chở thẳng tới địa chỉ này. Em ơi, Giang dẫn em đi mua chút đồ nữa. Bữa nào anh qua dì Sáu, kêu dì ấy gom đồ cho em. Kỳ Hân ái ngại. Thôi anh đừng nói, ở đó có vài bộ thôi à. Với lại mua này tốn kém cho anh quá. Em làm tới bao giờ mới trả đủ đây? Vĩ Đình nhún vai, miệng hơi cong lên. Cậu bịa ra lý do công ty thưởng nóng cho Kỳ Hân trong lần cô đi đàm phán. Cậu ấy nghiêm túc mà nói như thật, làm Kỳ Hân vui ra mặt. Vĩ Đình chở cô đi ăn tối, xong mới đi sắm đồ. Quán ăn này nằm ở một hẻm sâu, nhưng khách tấp nập, ngồi chật cả lối đi vào. Họ chọn một góc ở trong cùng. Chỗ này ngoài trời, ở đây còn có cả hồ cá koi, rồi vườn rau xanh mướt. Lần đầu tiên, Kỳ Hân thấy một quán ăn đậm chất làng quê thế này, xem chừng rất thích thú. Cô tận dụng, hít thở bầu không khí trong lành giữa thành phố tấp nập, nhộn nhịp. Các món ăn ở đây cũng dân dã không kém. Cá kho tổ, thịt kho đậu, mướp đắng xào trứng, món nào cũng đậm đà, ngon miệng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đây là lần đầu tiên cô có dịp tiếp xúc với Vĩ Đình lâu như vậy. Công nhận cậu ấy là người rất nhẹ nhàng, ấm áp. Ủa, hai đứa ăn ở đây hả? Trùng hợp quá, mẹ mới đi ăn cùng bạn, giờ mới xong. Kỳ Hân thấy mẹ Vĩ Đình thì ngại ngùng, cô gật đầu chào lại. Cô ấy vẫn còn ám ảnh vụ hôm trước, nhưng lần này hoàn toàn khác. Bà ngồi cạnh cô xem như thân thiết từ lâu. Kỳ Hân, cháu là con gái võ sư Nguyễn Cao Bá đúng không? Ba cháu nổi tiếng lắm đấy. Xưa kia ông còn cứu vợ chồng cô trên đường gặp nạn. Cô không nghĩ trái đất tròn như vậy đâu. Lâu lâu cô vẫn qua thăm họ, nhưng không gặp cháu ở nhà nên không có biết mặt. Mấy năm nay bận quá nên cô chú không qua được. Giờ thì may quá rồi, lại gặp con gái của ân nhân ở đây. Hai đứa đang tìm hiểu, cô ủng hộ hai chân, hai tay luôn. Kỳ Hân nghe bà ấy nói mà cứ ngơ ngác. Không ngờ người này xoay 360 độ, làm cô trở tay không kịp. Vĩ Đình ngồi cạnh cứ cười tủm tỉm mãi. Người kia nói một hồi rồi vẫy tay tạm biệt để đi theo người bạn. Vĩ Đình nhỏ nhẹ: Em thấy chưa, mẹ anh hiền lắm. Kỳ Hân miễn cưỡng gật đầu. Cô đang ngẫm nghĩ, nếu không phải ba mình quen thì chắc thấy cảnh này cô ấy là ăn nguyên ly nước vào mặt mất. Họ mãi gần khuya mới đi qua xốp quần áo. Vĩ Đình ngồi ghế chờ, còn Kỳ Hân vào trong thử đồ. Cô phải xem giá trước mới dám mặc thử. Ở đây toàn là đồ hiệu với giá trên trời, nhưng do Vĩ Đình cứ ép bằng được cô nên cô đành phải tặc lưỡi đánh liều. Cô chọn lấy 2-3 bộ đồ đi làm và 2 bộ đồ ở nhà, mà tổng tiền bằng cả tháng lương của mình. Kỳ Hân méo sạch mặt, vui không nổi. Họ quay trở lại chung cư cũng khá muộn. Kỳ Hân ái ngại: Anh tiễn em tới đây là được rồi. Anh về đi, muộn rồi, mai còn dậy đi làm nữa. Em cảm ơn anh. Vĩ Đình thấy cô ấy nói vậy thì biết ý nên đứng dậy đi trước. Cậu không quên dặn cô chốt cửa trước khi đi ngủ. Kỳ Hân tiễn Vĩ Đình ra ngoài. Khi bóng cô ấy đi khuất, cô mới trở vào phòng khóa chặt cửa lại. Lên giường, dang rộng chân tay thoải mái lăn lộn. Cô đụng trúng cái điện thoại trong túi nên khẽ chau mày. Nhìn cái màn hình tối thui, Kỳ Hân mới nhớ hồi nãy cô tắt máy để tránh Minh Quân làm phiền. Điện thoại vừa mở là tiếng tinh tinh vang lên liên hồi, chắc phải cả mấy chục tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ của Minh Quân. Cô vứt điện thoại sang bên cạnh rồi nằm vật xuống giường. Chừng 30 phút sau, khi cô đang lim dim ngủ thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Kỳ Hân thở dài, miễn cưỡng mở nút nghe. Cô chưa kịp nói thì bên kia đã quát lớn: Đọc tên phòng, tôi đứng trước cửa chung cư rồi. Kỳ Hân há hốc mồm ra, không dám tin đây là sự thật. Cô ngơ ngác: Anh... Nhanh lên, đang mưa rồi. Kỳ Hân lắp bắp đọc tên phòng của mình. Cảm giác bây giờ của cô vẫn vô cùng mơ màng, hỗn độn. Cô không biết tại sao cậu ấy lại biết mình đang ở đây. Rõ ràng chỉ có Vĩ Đình mới biết thôi mà. Cô cũng không biết phải đối diện với người đàn ông này thế nào. Thực sự cô cảm thấy rất khó xử. Mở cửa đi. Kỳ Hân tim đập muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cô vuốt mấy cọng tóc mái, hít một hơi thật sâu mới dám từ từ mở cửa. Cánh cửa vừa hé thì Minh Quân đã sộc vào. Cậu ép Kỳ Hân vào tường, dùng chân đá cửa khép lại.
Người này hôn vội lên đôi môi nhỏ nhắn, bàn tay nâng cằm cô hơn một chút, vuốt nhẹ gò má xanh xao. Nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng có chút giận hờn, xót xa lại chen lẫn chiếm hữu. Cô chỉ biết trợn tròn mắt nín thở. Sau một phút định thần, Kỷ Hân toan thoát khỏi người này nhưng bị cậu ấy giữ chặt lại. Cảm giác hai con tim như hòa vào làm một, cả người lâng lâng nóng bừng như ngọn lửa đang cháy. Họ đã dần mụ mị, quên mất mình là ai, quên hết mọi chuyện trên đời, xóa sạch cả những ký ức trước đây. Ngay tại giây phút này, họ muốn sống cho bản thân của mình, bỏ mặc bão bùng ngoài kia. Dù có thế nào đi nữa, họ cũng chấp nhận dừng lại ở giây phút này. Ở cự ly gần, cô cảm nhận rõ mùi thoang thoảng của hơi men, chứng tỏ Minh Quân vừa mới uống rượu xong mới tới đây. Cậu ấy sau khi thỏa mãn cảm xúc của mình mới chịu rời bỏ bờ môi căng mọng ấy một cách nuối tiếc. Chúng ta hẹn hò đi. Lần này, Kỳ Hân cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Cô sốc toàn tập, đôi môi khẽ giật giật. Hẹn hò ấy hả? Người kia nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh mắt cậu ấy nghiêm nghị, chân thành, không hề có chút tà niệm. Anh muốn chúng ta bắt đầu hẹn hò. Anh biết em sẽ không tin là anh thật lòng. Em nghi ngờ tình cảm của anh. Nhưng xin em hãy thử mở lòng một lần, đón nhận anh đi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra những lời này. Anh cũng biết nếu em chấp nhận anh thì quãng đường tiếp theo rất trông gai. Anh không dám hứa sẽ làm cho em an nhàn, giàu có nhất, nhưng mà anh dám khẳng định anh sẽ yêu em bằng tất cả tình cảm chân thành của mình. Từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của anh mới biết cuộc sống của anh bắt đầu. Anh có động lực, anh có chính kiến của riêng mình. Trước kia mỗi việc anh làm đều theo sắp đặt, định hướng của cha mẹ. Anh giống như một con robot được lập trình sẵn. Nhưng nhờ có em, anh đã biết thế nào là giá trị cuộc sống. Em nói đúng, đời người ngắn lắm, quanh đi quẩn lại, chúng ta sẽ hết thanh xuân. Vì vậy phải được ở cạnh người mình yêu, cùng nhau già đi mới có ý nghĩa. Từng lời, cậu nói đượm buồn, lúc trầm lúc bổng, nghe ra diết, tái tê. Cô không dám nghĩ Minh Quân nhiều tâm sự đến vậy. Vậy mà vô tình thấy bóng lưng cao lớn, nhưng cô đơn ấy, cô đã có một dự cảm không lành. Kỷ Hân không biết tình cảm của mình đối với cậu ấy là thế nào. Nói yêu thì cũng không hẳn, mà chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ, cảm phục. Cô thích cái cách làm việc, thích cách suy nghĩ, nhìn thấu tâm can của đối thủ, xử lý nhanh gọn lẹ. Cô cũng có chút thương cảm với cuộc sống ngột ngạt của cậu ấy. Nhưng bây giờ, khi đã thông suốt lý trí, cô không cho phép mình mắc sai lầm. Xét về xa thế, địa vị hai người quá chênh lệch. Hơn nữa cậu ấy lại có vợ sắp cưới. Mẹ của Minh Quân cũng đã tìm đến tận nơi dằn mặt. Nếu như cô chấp nhận lời đề nghị này thật thì không khác gì tự tìm đường chết. Kỳ Hân suy tính một hồi rồi đẩy nhẹ Minh Quân. Cô nói khẽ: xin lỗi anh, lần đó là do tôi không hiểu chuyện nên mới nói lung tung. Anh đang không tỉnh táo rồi, tôi sẽ không để bụng những lời anh vừa nói. Nhân tiện đây tôi xin nghỉ làm giúp việc cho anh. Tôi muốn sống một mình cho thoải mái hơn. Hơn nữa, ba mẹ tôi mà biết chuyện chắc là họ không tha cho tôi đâu. Minh Quân dửng dưng: anh nói rồi, coi như đây là lời tỏ tình, chỉ có đồng ý không được từ chối. Thôi anh ngủ đây, đi đường mệt quá, giờ không ngủ ốm mất, mai khỏi đi làm. Cậu ấy tự nhiên như ở nhà, nằm sõng xoài chiếm nửa cái giường. Đến nước này rồi, Kỳ Hân sợ xanh mặt, kéo vội cậu ta dậy nhưng không ăn thua. Chung cư bây giờ yên ắng không một bóng người, giờ la hét thì có một nhục mặt. Cô nghiến răng ken két, chốt cửa rồi tắt đèn. Kỳ Hân hậm hực vì bị tranh mất giường, đành phải xuống đất ngủ. Cô chưa kịp xuống thì một cánh tay rắn chắc đã kéo cô ngã xuống giường. Cậu sợ cô ấy thoát nên đã ôm chặt, hơi thở người đó vẫn đều đều. Nằm yên ngủ đi, anh không nói gì nữa. Nó là nhắm mắt lại, nhưng kỳ thực chẳng có ai ngủ nổi. Hai người họ đang mang tâm trạng nặng trĩu, đè nén ở lồng ngực. Kỳ Hân không dám nghĩ tới tương lai mù mịt ở phía trước. Phải một lúc lâu sau đó cô mới nói khẽ: hôm nay mẹ anh đến gặp tôi, bà đưa tôi 200 triệu, hứa sẽ giới thiệu cho tôi một công việc. Nhưng điều kiện là phải xin nghỉ việc ở đây. Nhưng tôi từ chối rồi, tôi cảm thấy lý do ngớ ngẩn hết sức. Tôi không muốn làm anh khó xử nên mới xin ứng tiền ra đây thuê ở tạm. Minh Quân chăm chú nghe cô ấy nói, cậu cũng mới biết mẹ mình tới gặp Kỳ Hân. Hồi chiều cậu bận đi họp nên không hề hay biết. Khi gọi cho cô cả chục cuộc không được, cậu kiểm tra lại camera mới thấy. Lúc ấy cậu hoang mang lái xe về biệt thự, nhưng tối om không có một bóng người. Cậu đi vòng vèo qua các con phố, có khả năng cô ấy đã đi qua nhưng đều không thấy tung tích. Khi Kỳ Hân mở nguồn cũng là lúc điện thoại của cậu
nhận được tín hiệu truyền tới do chiếc điện thoại cậu đã cài định vị sẵn. Khi xác định là căn chung cư này, cậu đã phi ngay đến ngay lập tức. Minh Quân giờ đã xác định rõ tư tưởng sẽ ở cạnh cô gái này. Cậu quyết tâm chống đối cuộc hôn nhân đó. Cậu cũng không ngờ Kỳ Hân lại kể về cuộc nói chuyện với mẹ mình bằng thái độ bình thản tới vậy. Cậu thì thầm: "Vậy là em chấp nhận làm người yêu của anh chưa?" Kỳ Hân sãy nảy như đỉa phải vôi: "Anh điên à? Tôi với anh có tình cảm sẽ đâu mà yêu mới chả đương. Là bạn gái của anh trong vòng một năm, giá 2 tỷ. Cô gái kia vẫn chẳng thèm quan tâm, chỉ hử lạnh tỏ ý bất cần. 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ. Tôi làm, chốt 30 tỷ đấy, trong vòng một năm, nhưng phải có hợp đồng đàng hoàng, với cam kết không được động chạm hay là có ý xấu với đối phương đâu đấy." Người kia bật cười nhăn nhó: "Trời, vậy sao nó là người yêu được chứ? Thanh có quyền lợi gì nào? 30 tỷ đấy, không phải là đống giấy lộn đâu." Kỳ Hân lạnh băng không cảm xúc: "Được thì ký hợp đồng, không thì dẹp đi. Coi như tôi giúp anh thoát được hôn lễ này." Minh Quân sợ cô đổi ý thì vội gật đầu lia lịa, rúc mặt vào bờ vai của cô hít hà, nhưng ăn ngay một cùi chỏ. Cậu ấy la hét đau đớn, nhưng Kỳ Hân vẫn chẳng mảy may quan tâm. Đêm nay được ôm cô gái ấy ngủ mà Minh Quân cứ cười không khép được miệng. Cậu bắt đầu đã vạch ra bản hợp đồng có lợi nhất cho mình. Sáng hôm sau đúng ngày chủ nhật nên cả hai không phải đi làm. Kỳ Hân ngủ say không biết trời đất là gì. Cô ôm chặt lấy cổ người bên cạnh, chân gác lên bụng cậu ấy. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, giọng của Vĩ Đình vang lên: "Em ơi, dậy thôi, mình đi ăn sáng." Kỳ Hân ngay lập tức bật dậy như cái lò xo. Cô luống cuống kéo mạnh người của Minh Quân đẩy xuống gầm giường. Nhìn bộ mặt cô ấy hoảng sợ như kiểu đang làm việc gì xấu. Minh Quân vẫn bình thản mở nút áo đầu tiên, ngang nhiên ra mở cửa. Nhưng Kỳ Hân chắp hai tay van xin cậu ấy. Cái điệu bộ giống hệt gà mắc tóc, làm cho người kia không nín được cười. Kỳ Hân kéo luôn tay của cậu ấy vào nhà vệ sinh khẩn khoản: "Anh nấp ở đây đi, tôi đi ra mở cửa đã. Nhớ là không được ra ngoài đâu đấy. Tôi nói vài câu rồi tôi vào luôn." Minh Quân khoanh tay trước ngực: "Vậy chúng ta làm người yêu trong bóng tối hả? Anh không chịu đâu. Sớm muộn gì cậu ta cũng phải biết, chi bằng biết trước đỡ đau khổ thôi." Minh Quân nói xong thì mạnh mẽ gạt tay của Kỳ Hân ra. Cậu đường hoàng đi mở cửa. Kỳ Hân nhăn nhó không biết giấu mặt đi đâu, nhưng bị 30 tỷ nên cô đành mặt dày. Cánh cửa vừa mở, Vĩ Đình há hốc miệng lắp bắp: Anh... Minh Quân xem chừng vui vẻ lắm. Cậu ta cứ tủm tỉm cười mãi, làm cho người đối diện phát bực lên. Hai người cứ đứng ngây như pho tượng. Phải cả vài phút sau, Minh Quân mới đánh tiếng: "Cô là bạn gái của tôi. Hôm qua cô ấy giận dỗi, đòi ra khỏi nhà nên mới nhờ cậu vay tiền. Mà lên công ty, cậu qua phòng kế toán mà lấy. Thôi, nếu không có việc gì thì cậu đi trước đi, chúng tôi đang bận lắm." Kỳ Hân đứng sau cánh cửa, không dám ló mặt ra ngoài. Cô không nghĩ Vĩ Đình xuất hiện sớm như vậy. Mới hôm qua còn giải thích với cậu ấy cô chỉ là giúp việc cho Minh Quân. Bây giờ kiểu gì cậu ấy cũng nghĩ cô đang nói dối. Kỳ Hân mặt đỏ như gấc, không dám ho he một tiếng nào. Bầu không khí gượng gạo bao trùm khắp nơi đây. Vĩ Đình không muốn cô khó xử nên lặng lẽ đi luôn. Cậu nghĩ cô ấy không giải thích, nghĩa là đang ngầm thừa nhận. Cậu chỉ sợ cô gái này sẽ bị tổn thương. Vĩ Đình lặng lẽ xoay người bỏ đi. Phía sau Minh Quân vẫn đang tươi cười, xem ra vô cùng thích thú. Cậu ta đóng cửa cái rầm, quay sang ôm cô gái bên cạnh: "Ngủ tiếp thôi em, anh ăn em no rồi." Chưa kịp dứt câu, cậu ta ăn ngay cú đạp vào bụng. Minh Quân ngay lập tức cụp mặt xuống nhăn nhó. Cậu ta cứ lăn lộn, suýt xoa mãi không thôi. Kỳ Hân sợ hãi cúi xuống kiểm tra: "Có sao không? Ai bảo tự dưng ôm tôi cơ, khủng khủng điên điên." Kỳ Hân cúi thấp đầu, đưa tay xoa xoa chỗ bụng của Minh Quân. Minh Quân bất ngờ ôm chầm lấy cô, nằm xuống ngay bên cạnh mình. "Em nằm yên đi, cứ nằm vậy đi cho anh ôm em một chút." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô Em Gái Nuôi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.